Hay da, chào bà con, chào đại gia đình. Căng rồi quý vị ơi, căng rồi nha, quá căng rồi. Chị Hằng Vũ thẳng mặt sư Minh Tuệ luôn rồi ha. Mới like nhẹ ở trên TikTok thôi quý vị ơi nha. Vũ thẳng mặt luôn rồi quý vị ơi. Bây giờ tình hình không biết làm sao đây ha. Theo như những gì mà chị Hằng chia sẻ thì vì tình hình của sư Minh Tuệ mà tất cả những cái tổ chức này tổ chức kia người ta đã kiện lên Liên Hợp Quốc về vấn đề của Việt Nam mình hay đàn áp tôn giáo hay gì đó quý vị ha. Đó, nói chung là không biết cái sự việc ra sao đó, mà chị Hằng đã rất là căng thẳng quý vị đó. Hứa hẹn là ngày 3 tháng 11 ha, chủ nhật này sẽ lên sóng và gọi là quốc không trường phát nào. Lần này thì chị không có gọi là nói tới nói lui nữa quý vị, nói mé nói cạnh gì nữa nha, quốc thẳng mặt rồi, dỗ vuông góc rồi. Thì chắc có lẽ là trong tối đêm nay thì cộng đồng mạng sẽ dậy sóng nha. Đó, tụi lương sẽ rất là hả hê và nhảy vào là tấn công chị Hằng nha quý vị. Ok, nhưng mà khi mà chị Hằng đã quyết định như vậy thì sẽ đón bão thôi. Và chúng ta chờ là chị Hằng sẽ xử lý như thế nào nha. Đó, khả năng rất là căng quý vị. Theo Sơn Sàm nhận định là bên phía chị Hằng đã nắm được cái vấn đề gì đó, nắm được cái vấn đề gì ở phía sau cái drama của sư Minh Tuệ rồi nghe vị đó. Hiện tại thì cũng căng lắm đó. Và trong cái ngày ngày 3 tháng 11 sắp tới đó, và chị Hằng đã quyết định là sẽ đưa Hùng Bom lên dĩa luôn nha. Đó, Hùng Bom. Chết rồi, chết rồi. Cái này là chị quyết định đưa Hùng Bom lên luôn vào ngày 3 tháng 11 sắp tới, cũng như là buổi live stream định mệnh đây quý vị ơi. Đó, Sơn Sàm bây giờ cũng rối nha, nó cũng không biết đường nào mà mò nha quý vị. Đó, tinh thần cũng đang bấn loạn luôn, bây giờ cũng đang là ngã ba đường nha. Đó, để Sơn Sàm sẽ điều tra thêm, đó sẽ dò thêm đó, để coi thử tình hình nội bộ ở trong 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 drama của sư Minh Tuệ là có cái vấn đề gì đó. Cũng nghĩ là theo như Sơn Sàm nghĩ là cũng có nhận định được nha, đó cũng có nhận định được cái câu chuyện gì. Và đặc biệt là cái tình hình là ổ nhóm những cái tổ chức phản động bây giờ nó mọc lên như nấm nha quý vị. Đó, chưa bao giờ mà tôi thấy nó hoạt động sôi nổi như lúc này nha quý vị. Đó cũng là cái điều mà chị Hằng lo lắng nha, và cơ quan chức năng người ta cũng rất là nhức đầu. Đó, mới đây nhất là câu chuyện của Thái Văn Đường đó quý vị. Thái Văn Đường nha. Thái Văn Đường thì cũng bị xử 12 năm rồi, nhưng mà cũng rất là nhiều cái thành phần trong đó, rất là nhiều tổ chức. Mình cứ nghĩ là Việt Tân đó là chỉ là một cái tổ chức duy nhất, nhưng mà theo như những cái chuyên gia về thời sự đó, người ta nhận định có rất nhiều tổ chức trong và ngoài nước luôn đó. Đặc biệt là vừa rồi quý vị thấy cái vụ nhà nước đề ga gì mà ở Đắk Lắk đó, rất là kinh khủng nha quý vị. Nó âm thầm nó hoạt động ở trong đó nha. Cho nên bây giờ Sơn Sàm cũng không biết như thế nào đó. Bản thân Sơn Sàm thì cũng là một người yêu quý sư Minh Tuệ nhưng mà chỉ là cái cảm quan của mình thôi quý vị, cái cảm xúc của mình thôi đó. Nhưng mà một người dân yêu nước thì cái cảm xúc thì chưa đủ nha quý vị đó, chúng ta phải có lý trí nữa nha, chúng ta phải có lý trí nữa đó. Và chị Hằng thì cũng không có thể nào mà đưa ra một cái vấn đề mà nó vô lý đâu. Đó, theo Sơn Sàm nghĩ là chị Hằng cũng có được cái gì trong đó, đặc biệt là cái đẳng cấp của chị Hằng, cái mối quan hệ của chị Hằng với anh Dũng á, đó với lại những cái người mà quan chức hoặc là những cái người có nghiệp vụ đó quý vị. Đó, họ cũng đã manh nha được cái vấn đề gì ở đây. Đó, bây giờ thì chưa có biết gì, nhưng mà chúng ta phải đợi tới ngày 3 tháng 11 nha. Nhưng mà hôm nay chị Hằng đã hé lộ là chị quất thẳng sư Minh Tuệ luôn rồi. Đó, chị gọi là thằng Minh Tuệ luôn rồi nha. Đó, và bây giờ chúng ta là đúng sai gì là chúng ta cũng phải đợi nha, cũng phải đợi chị đưa ra một cái vấn đề gì đó nha quý vị. Đó, bảo rồi, bảo rồi, căng rồi. Đó, nãy giờ tôi coi xong cái livestream mà tôi quán gà luôn quý vị, tôi không biết suy nghĩ như thế nào nha. Đó, tình hình thì ai da 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 rồi Hùng Bom nữa, Hùng Bom nữa quý vị. Đó, Hùng Bom thì ngày hôm qua hôm nay liên tục thách thức nha, liên tục thách thức và đưa ra những cái lời là công kích chị Hằng, và vẫn giữ nguyên cái quan điểm của mình là đòi tử hình chị Hằng đó, và nói chị Hằng là một người lươn lẹo lưu manh đồ các kiểu nha. Đó, tôi nói quý vị rồi, đừng có chọc điên bà Hằng. Bây giờ là chị Hằng là bắt đầu là căng rồi đấy đó. Những cái kênh nào mà gọi là chửi mà vu khống hay là xuyên tạc bậy bạ đó là bây giờ là toang rồi.
Cuộc chiến pháp lý hồi nãy chị cũng 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 nói luôn ở trong cái livestream rồi, những cái kênh nào mà đã chửi chị, vu khống chị trong cái thời gian qua đó, và chị đã làm đơn, chị đã nộp đơn và cơ quan chức năng họ thụ lý. Bây giờ chị làm sát rạc luôn, ngay cả vấn đề thằng Y nha, rồi Đinh Lan ngồi đó nha, Đinh Lan cũng phải là liệu hồn nha. Rồi bây giờ Đinh Lan là ngồi niệm Phật rồi nha quý vị đó. Bây giờ mà đứa nào cứ hở cái miệng lên chữ là đập, chữ là đập nha đó. Bây giờ là chơi vuông góc rồi quý vị nha. Mình đúng thì mình không có sợ gì nha. Đó, tôi cũng hy vọng rằng là chị Hằng có được những cái bằng chứng này bằng chứng kia. Đó, và tôi cũng mong lắm, tôi cũng mong là chị phải đưa ra cái ánh sáng, đưa ra trước pháp luật những cái kẻ mà xuyên tạc vu khống chị trong suốt cái thời gian qua nha. Chứ bây giờ cỡ như con Đinh Lan mà nó nhỡn nhơ mà ngày nào nó cũng lên clip nó chửi là bất bình lắm nha. Đó, những cái việc làm kia thì tôi rất là ủng hộ, tôi rất là tung hô luôn đó. Còn cái vấn đề mà Sư Minh Tuệ thì cũng hơi căng thẳng đây à, để coi chị sẽ đưa ra cái lập luận của chị như thế nào nha. Và cái lý do mà chị Hằng đưa ra mà để quất Sư Minh Tuệ đó chính là tu mà ảnh hưởng đến người khác, tu mà ảnh hưởng đến nhân dân đó, người ta không cho phép đi khất thực, người ta không cho phép đi xuống đường đó, mà vẫn đi ra là tràn ra đường làm mất an ninh trật tự, và bây giờ làm ảnh hưởng đến hình ảnh của Việt Nam trong mắt cộng đồng quốc tế, và đòi Liên Hợp Quốc phải vào cuộc. Rất là nhiều tổ chức nó đã vinh vào cái sự kiện của Sư Minh Tuệ để mà nó kiện đất nước mình nha quý vị đó. Nó nói mình là đàn áp tôn giáo đồ các kiểu, thì đó là cái vấn đề mà chị Hằng đưa ra đó. Thì tôi thấy là tình hình cũng rất là bấn loạn rồi. Với quan điểm của chị Hằng, một người là yêu nước, một người là thương dân, một người hết lòng vì cộng đồng, thì chị không thể nào chấp nhận cái chuyện mà để cho hình ảnh của đất nước Việt Nam mình, người dân của mình bị ảnh hưởng nha. Đó, thì bây giờ Sơn Sàm cũng rất là căng thẳng, cũng không biết như thế nào đây. Luật sư Hoàng Duy Hùng sẽ chính thức lên đĩa ngày 3 tháng 11 nha quý vị. Đó cũng là một lời cảnh tỉnh cho tất cả những kênh YouTube nào đó, những kênh TikTok nào, Facebook nào đó, bay lên mạng mà chửi người là vô cớ nha, chửi vô cớ. Và bây giờ là chị Hằng đang làm quyết liệt đó, sẽ đưa ra 1, 2, 3 kênh đưa ra trước vành móng ngựa để cho nó làm gương đó, chứ không có cái chuyện mà lên chửi người ta là xuyên suốt như vậy được. Chị Hằng đã chính thức gửi đơn nha, đã gửi đơn đến Bộ Ngoại giao cũng như là Bộ Công an liên quan đến cái câu chuyện của luật sư Hoàng Duy Hùng rồi nha quý vị. Đó thì cái nội dung là anh này đòi tử hình cũng như là đòi kết tội bà Hằng đó, nói bà Hằng là lương lẹo này nọ và có những cái hành động là bôi nhọ vu khống danh dự của chị nha đó, và đánh phá vào Đại Nam nha quý vị đó, đòi thanh tra này kia các kiểu, và đòi tung cái đoạn ghi âm của ông Võ Hoàng Yên vừa các kiểu đó. Nói chung là anh này là vô duyên vô cớ nha, vô duyên vô cớ vô tấn công người khác đó. Thì đây cũng là một cái bài học cho những anh em YouTuber nha, làm cái gì cũng phải có căn cứ nha quý vị đó, không nên vu khống tầm bậy tầm bạ nha. Rồi bây giờ phim hay rồi, đến hồi gay cấn rồi, tôi đảm bảo với quý vị là fan sẽ chửi nhau tá lả nha. Đó, bên nào là cuồng cuộn con, bên nào là tuệ con, rồi một bên nào là chúng thanh niên đồ này nọ các kiểu, rồi ngày mai là tôi nói quý vị là ba lần rồi đó. Bây giờ Sơn Sàm là chỉ biết là ngồi im và theo dõi nha đó. Sơn Sàm sẽ ngồi im và theo dõi để coi thử cái diễn biến nó như thế nào nha quý vị đó, ai đúng và ai sai đó, để phân tích chính xác hơn nha đó. Bây giờ là tôi sẽ cập nhật thông tin là mỗi ngày cho quý vị nha, mỗi giờ mỗi ngày liên tục, bà con đừng có bỏ lỡ giây phút nào nha. Rồi ok.